Ê Ê, đi đâu đó? Kỳ lạ chuyện cô gái đi Đà Lạt gặp toàn những em chó khó ở. Cô gái này lên tiếng thắc mắc với cộng đồng mạng rằng tại sao mấy em chó ở Đà Lạt đứa nào cũng khó ở hết vậy? Đi du lịch tới Đà Lạt, ghé quán cà phê chụp ảnh mà gặp ngay anh chó này. Tuy gia đình làm dịch vụ nhưng anh ta lại có thái độ vô cùng cục cằn khi gặp khách hàng, tới nỗi chủ quán phải treo ngay một tấm biển lớn cảnh báo quán có chó khó ở. Hơn nữa còn phải đeo hẳn bản tên chỉ định đây chính là đứa khó ở được nhắc tới. Tiệm mình có bạn cũng hơi bị khó ở. Bạn ơi đừng đụng nhé. Bạn bạn này nè. Đang nói nè. Chú chó này khó chịu, bạn ơi đừng đụng á. Nhìn mặt ẻm xong thì cảnh đẹp tới mấy cũng không ai dám tới chụp. Vừa nghe thấy đám đông bàn tán về mình là anh ta lên tiếng mắng lại liền. Đã vậy còn vừa bỏ đi vừa quay lại liếc đểu khách nữa. Đúng là đã khó ở thì đừng nên làm dịch vụ nha. Cái view đẹp còn chết mà nó ngồi ai dám chụp. Đó rồi. Đã khó ở không? Đó rồi. Đó rồi. Đó rồi. Không, là một con chó khó sĩ diện. Nói là đi. Sau anh chàng khó ở tại quán cà phê, chị gái này còn gặp thêm một anh chó phớt mập trên đường đi về. Ban đầu thấy nó mập ú chạy lon ton trên đường đáng yêu quá trời nên chị gái cũng buộc miệng trêu vài câu. Đổi lại ánh mắt nó nhìn cô là đủ thái độ hiếu khách ở mức âm vô cực của mấy em chó trên Đà Lạt rồi. Cô gái oan ức lên tiếng chỉ trích chú chó rằng sinh ra mập thì phải để người ta nựng, đã khó ưa thì xin đừng mập. Ê, đi đâu đó? Chú chó Chopper cứu mẹ một pha khiến dân mạng thán phục. Ai cũng đã có lần đản trí đi ra ngoài khóa cửa nhưng quên chìa khóa trong nhà. Cô gái này cũng gặp tình trạng đó. Trong nhà không còn ai, chỉ có mình chú chó Chopper. Không còn cách nào, chỉ có thể nhờ nó lấy hộ chìa khóa. So với khả năng của một chú chó bình thường thì đây là việc không khả quan cho lắm. Cơ mà đối với Chopper thì khác. Nghe mẹ nhờ vào nhà lấy đồ là cu cậu nghe lời răm rắp. U là trời, quên chìa khóa. Đi ra ngoài ăn trưa mà quên chìa khóa. Chopper ơi! Ê, xin chào. Quên chìa khóa đây, vào lấy chìa khóa đây nè. Xem có nhớ. Lấy chìa khóa ra đây. Quên chìa khóa rồi, lấy chìa khóa. Nào, ở ghế. Chìa khóa đâu, lấy chìa khóa ra đây nào. Lấy hộ chìa khóa ra đây. Thank you, đưa đây đây nào. Ban đầu vẫn còn loay hoay tìm kiếm, cơ mà nghe thấy mẹ chỉ đúng chỗ cất chìa khóa là nó hiểu liền. Chỉ trong chốc lát mẹ Chopper đã lấy được chìa khóa thành công. Dân mạng vô cùng thán phục độ thông minh và nghe lời của Chopper. Thank you. Quên chìa khóa. Đưa đây. Thả đây nào. Đưa đây, lại đây. Thả, thả sụn nào, đưa đây. Thả. Thả túng tay luôn này. Khi con sen hát dở nhưng lại có sở thích hát cho chó nhà mình nghe. Chị gái này có giọng hát vô cùng khủng khiếp. Chính vì không một ai dám nghe nên chị chỉ có thể về nhà bắt mấy em chó nhà mình nghe. Vừa thấy mẹ gã gẫm hát cho mình nghe là em chó bắp sửng sốt la làng để từ chối liền. Bị lôi kéo mãi khiến nó cũng phải đứng dậy bỏ chạy luôn. Không rõ bé chó này đã chịu đựng những gì mà lại có phản ứng gắt gao như vậy. Mẹ ca nè, mẹ ca nha. Ôi mà đừng có chạy mà. Ca cho nghe, ngồi xuống này, ngồi xuống. Ngồi xuống, nhớ lên. Tao ca cho nghe, ngồi xuống nhanh lên chưa. Ngồi xuống. Không có gì mà không, phải nghe. Ca nghe. Chạy lên. Chưa ca rồi chạy gì. Ngồi đây. Tao chưa ca rồi á. Ngồi đây. Nhanh. Tao chưa ca mà nó chạy hết rồi kìa. Không còn cách khác nên chị gái đổi đối tượng qua em chó Mango. Thằng nhỏ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bà mẹ đã bắt đầu hát. Giọng hát khủng khiếp đã khiến Mango trở nên bấn loạn, liên tục lắc đầu vùng vẫy để ngăn mẹ lại. Không biết số phận tụi nhỏ sẽ ra sao khi suốt ngày phải nghe giọng hát này. Mày căng nghe nha, Mango. Nhắn lên rồi. Bày ơi, bày. Bày ơi,